Công an tỉnh đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ. Đến dự có ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thưa ủy quyền của Bộ Công an, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh đối với Thượng tá Lương Đức Minh, Trưởng phòng Hậu cần Công an tỉnh. Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Bùi Văn Thảo nhấn mạnh, trong thời gian qua, Thượng tá Lương Đức Minh đã làm tốt công tác tham mưu trong lĩnh vực tài chính, hậu cần, kỹ thuật, phòng chống dịch, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an tỉnh và phục vụ tốt công tác phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Giám đốc Công an tỉnh mong muốn trên cương vị mới, trách nhiệm công tác mới, Thượng tá Lương Đức Minh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Giám đốc, lãnh đạo Công an tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng công an tỉnh vững mạnh toàn diện, phục vụ sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.